Phật pháp nơi trần thế, tức là ở cõi trần này mình làm tất việc cho các vị cho chúng sanh nhờ, mình nói cho chúng sanh nghe, chúng sanh thức tỉnh để tu hành, thì đó là Phật pháp. Chứ đâu có phải mình đem Phật pháp ra ở bên Tây phương để nói, mình đem Phật pháp lên mười hương thế giới mình nói, các vị Phật người ta đâu cần nghe Phật pháp. Vì vậy mà muốn truyền bá Phật pháp, muốn làm việc kích cho đời thì phải thực hiện ngay đây, phải làm việc ngay đây nè. Bây giờ ta đương đói, đương nghèo, đương khổ rồi, vì thiếu Phật pháp, vì thiếu phước đức nè. Bây giờ mình giúp cho người ta được an vui sống còn, rồi nói cho người ta nghe để người ta giác ngộ tu hành, đó là mình thực hành đúng đó. Phật pháp nơi trần thế, không ly thế gian mà, hay hoặc không ly thế giác mà, cũng ý nghĩa như vậy. Ở trong thế gian này đều có cái tâm giác ngộ, ở trong thế gian này đều mọi người có Phật tánh, thành ra mình dạy đạo, truyền đạo cũng truyền ngay thế gian này để độ cho mọi người, thì mọi người thức tỉnh, mọi người tu hành thì mới cứu vãn tình thế khốn khổ ngay trong giai đoạn đau khổ này, cứu vãn tình thế khốn khổ ngay trong giai đoạn thiếu đạo đức, thiếu tu hành này, mà thế giới càng đau khổ, càng chết chóc, càng thảm sầu. Bây giờ nếu cả thế giới này thức tỉnh, cả thế giới này tu hành thì thế gian tức thiên đường, không còn đau khổ, không còn thảm sầu nữa. Cho nên vì vậy mà bỏ đời tầm đạo chánh thì sừng thỏ kiếm đâu ra đó. Nghĩa là giảng cho con hiểu cái câu này, chỉ dẹp lỗi nơi tâm mình, phá trừ các phiền não nơi mình, thương ghét chẳng bằng lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Cái nghĩa bốn câu này như thế nào không? Năm giờ dành cho con hiểu. Cái này là cũng nói về cái lý hành đạo, nghĩa là chỉ dẹp nơi tâm mình, nghĩa là mình tu á, dòm lại cái lòng mình. Rồi gì nữa? Chỉ dẹp lỗi nơi tâm mình, phá trừ các phiền não nơi mình, thương ghét chẳng bằng lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Nghĩa là mình dọn dẹp cái tâm mình, rồi mình phá cái phiền não nơi lòng mình, tức là tham sân si giận hờn thương ghét, mới đời tu như vậy thì duỗi hai cái cẳng cũng được thành công rất đạo. Cái ý của các tổ sư người ta nói như vậy. Rồi bây giờ cái ông này ông cũng dịch, ông cũng nói giống theo. Dạ, kêu bằng mình người tu muốn thành công đắc đạo thì mình xoay trở lại lòng mình, buông cái phải quấy ở ngoài đời, lìa những cái thị phi tốt xấu kệ thiên hạ, mình cứ sửa cho lòng mình được tốt, mình cứ dọn cho tâm mình trong sạch thanh tịnh thì duỗi cẳng nghĩ thanh nhà. Lục tổ nói đó, duỗi cẳng nghĩ thanh nhàn, ông này nói cái duỗi cẳng nội chân nghĩ đó là lấy cái câu đó đó. Mình buông hết cái phải quấy ở bên ngoài, cái tâm yên lặng rồi thì duỗi cẳng nghĩ thanh nhàn, nói như vậy đó. Kính thưa quý vị, qua cái đề tài trên tôi cũng trình bày đến đây kết thúc. Thôi vậy, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thì hôm nay ông Nam muốn giảng kết thúc cũng buổi giảng hôm nay. Vậy thôi, cũng chúc toàn thể quý vị được thân tâm thường an lạc và đạo quả viên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Kết thúc buổi giảng hôm nay. Kinh chỉ nói như vậy thôi, chứ không có giảng cái ý nghĩa đó như thế nào, và cũng không Phật không biết Phật nói như vậy là cái ý Phật làm sao. Vì vậy mà hôm nay nhân cái dịp trao đổi đạo đức thì tôi cũng xin góp ý một phần nào trong vấn đề này. Mong quý vị cũng hoan hỷ và lưu ý cho. Tại sao Đức Phật làm thinh không nói một lời, mà Đức Phật nói ta đã nói hết rồi. Thì hôm nay tôi xin nói cái chỗ này. Đức Phật không nói một lời là muốn để cho các đệ tử nhận biết mình có cái tánh thấy. Đức Phật không nói một lời mà Đức Phật ra đứng nhìn giác hết cho đệ tử nhìn thấy Phật. Thì cái mình đang nhìn thấy Phật, cái đó là tánh thấy của mình. Nếu mình không có tánh thấy, làm sao mình thấy Đức Phật đứng nhìn qua giác một bận các đệ tử.
thì như vậy ngay nơi cái tánh thấy đó mà không khởi lên gì hết thì đó là như như thị. Chữ như là như như bất động, chữ thị là tánh thấy. Ngay nơi tánh thấy của mình nhìn vạn vật trời trăng mây nước, nhìn cả vũ trụ này, nó đều thấy hết, nó vẫn như như bất động, nó không bao giờ có cái vọng tưởng. Mình không nhận, không bắt kịp cái tánh thấy, mình đem cái đầu vô mới suy nghĩ, mới giải đáp, mới thắc mắc, mới lý luận. Mà càng suy nghĩ, càng lý luận chừng nào lại càng xa đạo chừng nấy. Cho nên cái bài tính tâm minh của Tổ Tăng Sáng, ngài mới dùng cái từ tính tâm minh. Tính tâm minh cần gì phải lý luận, tức là tin cái tâm mình là sáng đó. Hiện giờ nếu tất cả anh em đồng đạo, tất cả các vị nghĩa là đồng chung một tôn giáo, hay là các tôn giáo bạn cũng vậy, cả trên thế giới này cũng vậy, nếu ai cũng tin cái tâm mình là Phật thì như vậy là sáng rồi đó. Tính tâm mình còn cứ tin cái xác thân này, rồi tin cái cõi trần giả tạm này, rồi lo tạo nghiệp tội lỗi, rồi lo tạo nghiệp sinh tử, thì luân hồi sinh tử. Thì bây giờ mình buông hết tất cả, tin cái tâm tôi là Phật, buông hết tất cả, chỉ còn cái lặng trang sáng rỡ, lúc nào cũng biết, thì mình thành Phật. Như vậy là rất rõ ràng, rất dễ dàng. Đức Phật không nói một lời mà đã nói hết tất cả rồi, đâu cần phải nói nữa. Nếu cần lý thuyết nhiều chừng nào thì chúng sanh chạy theo lý thuyết, nói nhiều chừng nào thì chúng sanh chạy theo lời nói, chứ chúng sanh không nhận ông Phật của mình. Bây giờ Phật không nói thì chúng sanh đâu có chỗ chạy theo lời đó, thì phải chạy theo ông Phật của mình. Vì thế mà ở đây giống như Đức Phật đưa cái hoa sen, không nói một lời thì ông Ca Diếp mỉm cười. Như vậy là tính tâm minh đó. Đức Phật đưa ra cái hoa sen, nói Phật đây nè, thì ông Ca Diếp nói tôi nhận được ông Phật rồi. Thì Đức Phật truyền ngôi tổ ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm. Hai người không có ai nói một lời, mà như vậy là đã đắc đạo rồi, đã ngộ đạo rồi. Là vì gì? Cái vừa thấy liền biết, đó là tính tâm minh. Rồi kế đó ông Ca Diếp ngộ được cái chỗ đó, ông A Nan chưa ngộ. Sao ông Ca Diếp mới truyền cho ông A Nan cái tánh nghe, hét một tiếng ông A Nan giật mình, quên hết văn tự, nhận được mình có tánh nghe, thì ông A Nan tỏ ngộ chứng ngộ tổ thứ hai. Thì bây giờ như thị là tánh thấy, ngã văn là tánh nghe. Bữa nay nói thêm danh từ ngã văn, Đức Phật nói như thị ngã văn đó, nghĩa là như thị là mình đang có tánh thấy, ngã văn mình đang có tánh nghe, vừa thấy vừa nghe liền bắt kịp ngay đó. Tôi đang thấy đang nghe, không chạy theo vật bị thấy bị nghe, không chạy theo cảnh bị thấy bị nghe, thì ngay đó là tỏ ngộ tánh Phật, ngay đó là chứng được tánh Phật như như bất động. Tất cả chúng ta nếu ngộ được chỗ này, tu ngay chỗ này thì chắc chắn chúng ta đều thành công đắc đạo hết. Dù bò bay mấy cửa cũng vẫn có tánh Phật, dù cõi trời cõi người cõi thần cũng vẫn có tánh Phật, dù nam dù nữ, dù già dù trẻ cũng có tánh Phật, là tánh biết này tất cả. Nếu ai ngộ được cái này, nếu ai nhận được cái này, ai tin chắc mình là Phật, tu ngay tánh Phật này thì chắc chắc thành Phật. Một ngàn người thành một ngàn người, một vạn người thành một vạn người, không ai không thành. Nếu tu đúng như vậy, hành đúng như lời của Phật dạy mà không thành Phật thì tôi chấp nhận, tôi chịu đã thế cho. Kính thưa quý vị, đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Trong cái chánh niệm là nó có chánh định, chứ nó không phải là khác hơn. Mặc dù là bát chánh đạo nó tám cái con đò để đưa đến cái chỗ giải thoát, Đức Thầy nói nó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ và tấn triển trên con đường giải thoát. Nó là tám chiếc đò, nhưng chúng ta đi một chiếc thì cũng đến bờ đến bến. Như vậy là chánh niệm thì chánh định nó cũng không khác với nhau mấy. Nếu là nhận được chánh niệm, sống ngay chánh niệm thì chúng ta sẽ có chánh định. Người ta làm cái chỗ là chánh định, tưởng đâu ngồi đoan trang, không nghĩ không biết gì hết. Người ta làm cái chỗ chánh định là phải ngồi tối ngày. Người ta làm cái chỗ chánh định thì phải vô chùa, vô am, vô cốc mới là chánh định. Xin thưa rằng ở đây không phải như vậy. Pháp môn của Đức Phật cũng như của Đức Thầy, chánh định ở đây lìa các tướng, không nói nằm ngồi, không cần am cốc, không cần ở chùa, ở núi gì cả, mà hiện giờ mắt thấy tai nghe, thấy liền biết, nghe liền biết, mà không khởi lên yêu ghét, không khởi lên giận hờn, không khởi lên ô nhiễm, thì ngay đó là chánh định, ngay đó cũng là chánh niệm. Chánh niệm, chánh định tương quan với nhau.
Vì vậy mà chúng ta ngộ được chánh niệm thì ngộ được chánh định. Một chánh định chúng dân ơi hỡi, giữ tánh bằng bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư thì sẽ được quần nguyên phản bổ. Chánh định nghĩa là giữ tánh bằng bất động như như, chứ không có nghĩa là làm các hình tướng bên ngoài. Hiện bây giờ mắt thấy, tai nghe thì thấy, nghe chỉ nghe thôi, không khởi lên vui buồn thương ghét, tất nhiên là bất động như như. Mà nếu bất động như như không khởi lên vọng niệm, không khởi lên vui buồn thương ghét, thì cho hồn linh yên lặng mang cư. Tất nhiên là cái tánh Phật của chúng ta, cái biết là hồn linh của chúng ta luôn luôn nó lặng trang sáng rỡ, thì sẽ được quần nguyên phản bổn, trở lại cái nguồn gốc ngày xưa là tánh Phật. Trở lại cái nguồn gốc ngày xưa, chúng ta là Phật, chúng ta là các cái vị đã thành công đắc đạo rồi, nhưng quên lạc đường xuống cõi trần này. Bây giờ chúng ta trở lại ngôi xưa vị cũ, tức là chúng ta có sẵn cái tánh A-di-đà, chúng ta có sẵn cái tánh Thích Ca, chúng ta có sẵn cái tánh Di Lạc. Chúng ta sẽ thành, sẽ chứng, sẽ đắc cái lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết như các ngài, chớ không sai không khác. Kính thưa quý vị, qua đề tài chánh niệm và chánh định, tôi đã trình bày đến đây kết thúc. Dạ, kính thưa ông Nam, giải tiếp thêm một từ nữa gọi là dư thị. Cái từ dư thị như thế nào, ông Nam giải dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, đến tiếp tục một cái đề tài thứ ba là đồng đạo hỏi danh từ ngư thị. Quý vị nào hỏi cái danh từ này thì đã từng coi kinh và đã từng đọc nhiều về kinh Đại Thừa mới đến cái chỗ này. Tôi cũng xin nhắc lại, ngày xưa khi Đức Thích Ca ở tại Linh Sơn, bên cạnh có trên hàng ngàn đệ tử. Bữa đó ngài Ca Diếp và các đệ tử đều cũng hội họp tại tịnh xá, thì ông Xá Lợi Phất ra trải chiếu và chọn cái nền sạch sẽ đàng hoàng để thỉnh Đức Phật ra thuyết pháp. Thì ngài vừa đánh chuông và thỉnh nguyện cái câu dư thị ngã văn để bắt đầu cầu Phật ra thuyết pháp, thì Đức Thích Ca vừa bước ra nhìn tất cả đại chúng rồi đi luôn, chứ không nói một lời. Lúc bây giờ các đệ tử đều im lặng hết, cũng không dám hỏi, cũng không dám nói gì hết. Sau một tiếng đồng hồ thì Xá Lợi Phất ra mới thỉnh nguyện nhờ Đức Phật thuyết pháp. Hôm nay không biết Đức Phật vì sao mà mới nói đến như thị, thì Đức Phật lại làm thinh đi ra không nói một lời. Thì Đức Phật nhìn một lạc các đệ tử hết, rồi Đức Phật nói rằng: ta đã thuyết hết rồi, đâu còn pháp đâu nữa mà thuyết. Rồi Đức Phật làm thinh luôn. Chị Dương Nam tiếp tục theo giảng theo câu hỏi của đồng đội hỏi nữa. Đồng đội này ở xa. Kính thưa ông Nam, con ở xa đến ông không được. Cách đây 3 năm ông nội con chết, mà sao lạ lùng chỗ này, nội con chết khoảng hơn 1 giờ đồng hồ rồi sống lại. Nội con mới kể rằng sao mà nội chết, nội mọi đi trong cái bóng tối, thấy cái một vùng trời sáng rực trước mặt quá đẹp, nội đi hoài sao chẳng không tới. Rồi bỗng nhiên có một ông tướng mạo rất trang nghiêm và tốt đẹp, ông mới nói rằng với nội: ông đi hoài cũng không tới nổi đâu, bởi vì đó là cảnh giới của người tu hành. Rồi ông mới khuyên nội: thôi ông trở lại đi, ông thực lại chuyện này, mình phải có tu mới đến được cái cảnh xinh đẹp đó. Thấy lạ lùng. Rồi nội con nói vừa xong thì một hồi sau nội con mới đi. Nhờ ông Nam giải dùm cho con hiểu chỗ này. Kính thưa quý vị, ở đây cũng giống như là một linh tinh. Có một cái người đồng đạo hỏi vấn đề, có một cái ông nội, nó có một cái điều lạ là ông chết đi, rồi một thời gian một tiếng đồng hồ sau ông tỉnh lại. Thì ông lập lại là ông có được dắt đi thấy một cảnh sáng trưng tốt đẹp,
ổng định đi theo cái cảnh đó, nhưng cuối cùng thì những người ở trên cảnh đó cũng như tiên Phật gì chẳng hạn nói rằng ông vì thiếu cái đức tu hành, vì thiếu cái công phu hành đạo cho nên ông không được đi đến cảnh này. Cuối cùng rồi ông phải trở lại, rồi ông kể lại câu chuyện đó, giây lát sau thì ông mới tắt hơi. Như vậy đồng đạo muốn hỏi tôi cái đó là ý nghĩa như thế nào? Kính thưa quý vị, cái sự ông già này nói nó cũng là sự thật. Bây giờ nếu chúng ta sống ở cái cõi trần này mà chúng ta không ô nhiễm, chúng ta không vướng mắc, sống được cái thanh tịnh rõ ràng biết, chỉ biết làm giúp ích cho đời, bố thí làm phước giúp cho người nghèo khổ, giúp cho người đói khát, giúp cho người bệnh hoạn, hoặc giả là chúng ta làm cái việc Phật pháp tu cho mình được yên tĩnh, tu cho mình được sáng suốt và giúp cho đời được ngộ đạo lý, thì mình có cái công đức có phước duyên đó thì chúng ta có thể đi theo cái ánh sáng đó mà về đến cái thế giới mười phương chư Phật, về đến cái cổng huy hoàng rực rỡ, nghĩa là không cần ánh nắng mặt trời, nghĩa là mỗi vị Phật đều có ánh sáng từ trong người phát ra, cho nên luôn luôn là sáng rực mát mẻ lặng trang, chứ nó không có nóng lực, không có như cái cõi trần của chúng ta. Đó là một sự hết sức tốt đẹp, hết sức huy hoàng. Còn rất tiếc gì cái ông già này, ông chưa có được tu như vậy, ông chưa được công phu như vậy, thành ra cuối cùng thì người ta phải bảo ông trở lại, rồi mấy giờ sau ông mới chết. Thì nhìn cái gương này thì theo tôi thì tôi cũng khuyến khích tất cả đồng đạo từ trong nước đến ngoài nước, tất cả mọi người, nếu chúng ta biết giác ngộ, chúng ta biết tu hành thì chúng ta phải nhìn cái gương của ông già này. Nếu chúng ta còn quyến luyến việc đời, chúng ta còn ham muốn vật chất, chúng ta tu không giữ trọn giới luật, chúng ta làm không đúng một người trọn lành trọn sáng, thì chắc chắn chúng ta phải trở lại cái cảnh đau khổ luân hồi sinh tử này chứ không thoát ra được. Còn nếu chúng ta buông hết tất cả, sống đúng theo lời của Phật dạy, làm đúng theo con người tu, phải có ngũ giới tam quy, phải có tám điều răn cấm, đồng thời không tạo nghiệp tội lỗi, luôn luôn làm nhân làm nghĩa, làm việc có ích cho đời, lúc nào tâm cũng rỗng rang thanh tịnh vắng lặng, thì chắc chắn chúng ta được đi luôn về cõi Phật. Qua cái đề tài trên tôi cũng tạm trình bày đến đây kết thúc. Xin kính thương Nam giảng thêm một câu này nữa rồi mình kết thúc cái buổi giảng hôm nay ha. Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian giác, lìa thế gian giác mà tìm bồ đề, không khác nào tìm sừng thỏ dưới lông rùa. Kính thưa quý vị, cái đoạn này nói ở trong cái ý của mà Kinh Pháp Bảo Đoàn Lục Tổ Huệ Năng, mà đồng đạo nói những cái bài thơ này của những cái người dịch hay tác giả gì đó, nói nó không có chính xác và nó không có xác đề. Bây giờ thôi để tôi đọc lại cho nó chính xác và tôi giải đáp luôn. Phật pháp nơi trần thế không ly thế gian mà bỏ đời tầm đạo chánh, sừng thỏ kiếm sao ra, sừng thỏ kiếm sao ra. Đó là cái bài của Đức Lục Tổ Huệ Năng đó. Còn cái bài này thì dựa vào đó nhưng mà nói nó không được chính xác, không được rõ ràng hơn. Phật pháp nơi trần thế, tức là ở cõi trần này, mình làm tất việc cho các vị cao chúng sanh nhờ, mình nói cho chúng sanh nghe, chúng sanh thức tỉnh để tu hành, thì đó là Phật pháp. Chứ đâu có phải mình đem Phật pháp ra bên Tây Phương để nói. Mình đem Phật pháp lên mười phương thế giới mình nói, các vị Phật người ta đâu cần nghe Phật pháp. Vì vậy mà muốn truyền bá Phật pháp, muốn làm việc ích cho đời thì phải thực hiện ngay đây, phải làm việc ngay đây nè. Bây giờ người ta đương đói, đương nghèo, đương khổ rồi, vì thiếu Phật pháp, vì thiếu phước đức nè. Bây giờ mình giúp cho người ta được an vui sống còn, rồi nói cho người ta nghe để người ta giác ngộ tu hành. Đó là mình thực hành đúng đó, Phật pháp nơi trần thế không ly thế gian mà, hay hoặc không ly thế giác mà, cũng ý nghĩa như vậy. Ở trong thế gian này đều có cái tâm giác ngộ, ở trong thế gian này đều mọi người có Phật tánh, thành ra mình dạy đạo, truyền đạo cũng truyền ngay thế gian này để độ cho mọi người, thì mọi người thức tỉnh, mọi người tu hành,
thì mới cứu vãn tình thế khốn khổ ngay trong giai đoạn đau khổ này, cứu vãn tình thế khốn khổ ngay trong giai đoạn thiếu đạo đức, thiếu tu hành này, mà thế giới càng đau khổ, càng chết chóc, càng thảm sầu. Bây giờ nếu cả thế giới này thức tỉnh, cả thế giới này tu hành, thì thế gian tức thiên đường, không còn đau khổ, không còn thảm sầu nữa. Cho nên vì vậy mà bỏ đời tầm đạo chánh thì sừng thỏ kiếm đâu ra đó. Nghĩa là mình bỏ đời mình không giúp, đời người ta khổ mình chết kệ họ, đời người ta đau thương thì mình cũng không nghĩ đến, chết kệ họ. Mình không cần truyền bá Phật Pháp để cứu cảnh đau thương cho đời, không cần nói cho người ta thức tỉnh, cũng không cần đem cơm áo gì giúp cho người ta, cho người ta được sống còn để người ta được an vui hạnh phúc. Thì như vậy mình tu cũng không có kết quả. Kêu sừng thỏ lông rùa là không có, không bao giờ mình kiếm được. Nếu bỏ đời tầm đạo thì không bao giờ có đạo. Bỏ cái khổ của chúng sanh mà đi độ ai đâu không biết thì không bao giờ thành Phật. Bây giờ muốn thành Phật thì độ ngay chúng sanh, muốn thành Phật thì tu ngay chúng sanh, muốn nên đạo thì tu ngay người đời, muốn thành đạo thì cứu khổ diệt khổ cho đời. Đó là đúng chánh pháp, đúng chân lý. Chẳng những Đức Thích Ca dạy như vậy, Đức Thầy chúng ta cũng dạy như vậy, và các tổ tương truyền cũng đều dạy như vậy. Kính thưa quý vị, qua đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Bây giờ thêm câu này nữa là mình nghĩ với Nam ơi, thì còn câu này nữa. Đồng đội hỏi, xin kính chỗ đó hay không? Hả? Cháy hết trơn mà trái tim không cháy. Trái tim không cháy. Cuối cùng tới Phật Bà xuống. Phật Bà mới rưới nước tịnh bình, lấy dương liễu nhúng rải cái ông quần hình lên đi, rồi không mất miếng nào hết. Y thinh như cô. Cái chỗ đó ông biết làm sao không? Thì nhờ cái phép Phật mà làm được, chứ có ngoài ra có cái phép nào mà làm được. Cái trái tim là nói cái tâm, cái tâm là cái biết. Ông buông hết tất cả còn cái biết, không có lửa nào đốt cũng được hết. Đốt cái thần chứ đốt cái biết cũng được sao? Tên lửa nó bắn ra ngoài, tôi nghĩ ở ngoài tên lửa là tôi vô đó rồi đó. Tên lửa có bắn được tôi đâu. Tôi nghĩ dưới biển cả ốc dèm rồi xa cừ nữa chứ, là tôi lăn xuống biển rồi đó. Nước có nhận ngọt tôi đâu. Đó là ý muốn nói đó, người ta nói hay cái chỗ đó đó. Cái gì chết được, chết cái tim không chết. Là muốn nói cái tâm. Nhưng mà dịch giả, dịch không có nổi. Cứ nói trái tim mà người ta nghe đâu có hiểu đâu. Là tôi bữa nay tôi giải nghĩa ra đó. Là cái biết. Cái biết ông không chết. Niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Cái biết ông không sanh diệt thì cái đó là Phật, là Niết bàn. Nó là tên khác của chân tâm. Nó là tên khác của địa ngục thiên đường. Nó là tên khác của Phật tánh luôn. Cho nên người nhận ra cái biết rồi là toàn diện, không làm gì hư hoại, không làm gì mất mát được. Đầu trợ đậu trời cao, chân đạp đất, chỉ có tinh thần mới thiệt tha. Đó, tinh thần là cái biết đó. Nó là thiệt cho nên không chết. Còn mang cái thân giả này thì ai cũng chết. Đó. Rồi bây giờ tôi nói thêm phút nữa nghe. Yêu thương nó đồn với nhau. Ăn được miếng thịt đường tăng á thì sống 1000 năm, còn ăn hết trong đường tăng thì trường sanh bất tử. Cuối cùng yêu nào nó cũng bắt đường tăng được, nhốt rồi nào là nấu nướng gì đang ăn, nhưng mà ăn không được. Cuối cùng về thiên ông đập chết trần. Không biết cái ý gì không? Đường tăng tam tạng là ba tạng kinh, kinh tạng, lực tạng, luận tạng của Phật. Thầy mình đó lấy cuốn sách giảng giáo lý rút trong các lực các kinh là thầy đem vô đó hết trơn rồi. Ba tạng kinh rồi. Tín đồ người nào cũng có giáo lý trong nhà hết. Mà không hành được câu nào tử thần bắt hết trời. Phải hành được một câu thì tử thần đó quát. Ăn được miếng làm tạng thì đâu có bị dùng đời thiêu đập, phải không? Bây giờ hành một câu giùm tôi thôi, tâm bình tĩnh được thì phát vệ là hết chết liền. Mà ai hành đâu, ai hành tâm bình tĩnh đâu. Hở cái nỗi nóng, hở cái nỗi sân, rồi bình tĩnh chỗ nào? Có cái chỗ đó đó. Thành ra cần hành một câu thôi là kể như là tài thiên, nghĩa là không có đập chết được. Là muốn nói rằng mình hành giáo lý Đức Thầy một câu thôi, tử thần không bắt. Tu như vậy ông thấy ngon không? Tu như vậy là đạt. Nghĩa là chiến thắng bệnh tật, chiến thắng tử thần, chiến thắng phiền não luôn. Chính tôi đã làm rồi, tôi có kết quả rồi. Tôi nói ông làm là kết quả. Bữa đó tử thần lại đón tôi 30-40. Có 2 tướng lãnh dắt 1 đạo binh bận áo đen không. Kêu tên tôi ôm sòng kiếm tôi bắt. Tôi lặng trang tôi nhìn y như đó là Đức Phật ngồi gốc Bồ Đề. Coi mấy ông này làm sao. Đi sát tôi tới như cái gió, hoặc gió nó mát tới mình tôi vậy đó.
mà không thấy tôi không? Dạ. Ừ, chừng một tiếng đồng hồ tiếng không được, rồi ra dấu với nhau cái đi luôn. Tôi mở mắt ra, tôi nói kể từ đây không bắt tôi nữa được rồi. Tôi biết cái bánh huyết này rồi, cái bí huyết này rồi, không bắt tôi được nữa. Đó, thì như vậy đó. Cái đạo Phật nó tuyệt vời hơn các đạo là chỗ đó. Đạo Phật thì diệu diệu tâm thâm mà. Dù mà tận thế ngàn năm cũng vẫn còn không. Nhắm mà ông khỏi chết được chưa? Ông nghe tôi nói vậy ông khỏi chết được chưa? Phải được. Phải được thôi. Ừ, mời mốt ông gặp tử thần. Ông lạnh trang, ông chiếu nó một cái nó chạy mờ. Dạ, chiếu cái này chạy chiếu mờ cái luôn. Chạy mờ luôn. Hay lắm, bởi vì ông Phật nói trong kinh Bát Nhã đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu hiếu ứng ứng giai không độ nhất thiết khổ ách. Đó nghĩa là Quan Thế Âm Bồ Tát hành sâu vào cái biết, nhận ra cái chỗ này rồi, soi cái thân này năm uẩn sắc thọ tình tưởng hành thức đều trống không, cho nên thoát khỏi cái khổ ở cõi ta bà. Thì bây giờ mình chiếu là hết chứ có gì đâu. Mấy ông sư ở chùa đọc kinh rách ba kinh hết mỗi ngày mỗi tụng mà không biết chiếu kinh hết trơn, không biết chiếu, cho nên đám ma hòa thượng, đám ma nhà sư không có, có đám Phật nào đâu. Ở đám ma hòa thượng thì hòa thượng thành má, đám ma nhà sư thì nhà sư thành má, phải không? Đúng rồi. Còn như Phật thầy Đại An nè, như các vị ở Bửu Sơn Thị Hương nè, ta kêu các ngài tịch diệt chứ ai đi đám ma đâu, ông thấy không? Không ra đời gặp niết bàn chứ đâu có đám ma. Như Phật thầy hồi trước chắc là có cái ông Quan Ba đó, mà ông không biết mấy ngày mà lại ông nói sao lại nói thật mà còn chết là nghĩa gì. Hôm nay ông cho tôi phép nói, xin phép mấy ông sư cho tôi ra đào tận vợ ông mẫu. Vợ ông đó thì đâu có thấy ông Phật thầy ở dưới, chỉ có cái thấy ba cái đồ liệm nằm đó vậy thôi, chứ Phật thầy đâu có ở dưới đó. Nó mới đưa ra, nó mới bái xạ lại rồi nó xin lỗi hết trơn luôn. Nó làm như vậy là quá trật rồi. Giờ này nó mới tin Phật, chứ hồi nào tới giờ nó nói đâu là Phật giả. Bây giờ mới thấy là Phật thiệt. Nên mình... Đó, rồi bây giờ một cái chuyện nữa ha. Là hồi đó đó ông Ngô Đình Diệm, ông là còn làm thư ký cho ông Võ Đạt. Cái Đức Thầy nói sau này ông làm Tổng thống Việt Nam. Ông nói tôi mà làm thư ký dễ gì lên Tổng thống được. Rồi Đức Thầy nói là ông tin, ông viết giấy đi, ký tên. Rồi bắt đầu ông ký tên đưa cho Đức Thầy. Rồi sau cái ông lên làm Tổng thống. Mỹ nó đưa ông về cho lên làm tổng thống. Rồi cái báo chí của ông đó nó đăng, nó nói Đức Quỳnh giáo chủ chết bị chặt ba khúc gì tùm lum hết trơn. Đó thì ông thầy Kiện Dậu đó mới lên nói với Đức ông mới lấy cái giấy đó ra. Thì ông thầy Kiện Dậu á đi với Đức ông lên kiện tổng thống luôn. Định là cuối cùng kiện thì Ngô Đình Diệm ra với nhà báo đó ra thì đấu chắc là nói chuyện không lợi thầy Kiện Dậu. Ông nói bây giờ thầy tôi lúc đó là một vị giáo chủ của một mối đạo, là ủy viên đặc biệt của Trung ương nữa, cái ngang cấp với Bác Hồ Chí Minh. Tại sao chết không có màu mã? Tại sao chết không có cái dấu vết gì hết mà nói thầy tôi chết? Đó, như vậy cái nhà báo này nói như vậy là nói dối, đăng như vậy là mất giá trị của tôn giáo, phải phạt. Cuối cùng ông Diệm chịu thua. Phải bắt nhà báo đó đóng phạt một đồng bạc danh dự. Kể từ đây sắp đến cái nhà báo nó đóng cửa luôn, không cho nói luôn. Thì bây giờ thầy mình đâu có chết. Thầy đã ông thầy trở về nè. Ông biết quá không? Cái gì cũng được hết trơn mà là cái đạo lý nó phải vậy đó mà. Ông thật có chết. Chứ đâu có phải không bây biết giờ rồi nó cứ gọi như muốn lại giết ông thật thì bây giờ ông ngồi đây mà cháu không có thấy không? Ông đâu có biến rồi đâu có còn cho cháu thấy. Nhưng mà rồi chút cũng ngồi lại đây nữa. Đó, rồi cháu thấy mình nói ông thật chết mà chết chứ. Bây giờ làm lễ quy y cho nghe, lọc bài quy y theo tôi, tôi cho quy y Tam Bảo, quy y với Phật, làm con Phật luôn, có chuyện gì Phật độ cho, rồi xong nghe, đọc theo nghe, cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật,
con tỉnh ngộ quy Phật. Trí dốc tu hiền tạo phước duyên. Trí dốc tu hiền tạo phước duyên. Rồi, chắp tay vào ngực đọc tiếp. Cúi đầu lại tạ tổ tông. Cúi đầu lại tạ tổ tông. Báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn. Báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn. Rồi con xin giữ đạo hằng. Rồi con xin giữ đạo hằng. Tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Nguyện làm cho đẹp mặt mày. Nguyện làm cho đẹp mặt mày. Thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Mong nhờ đức cả bề trên. Mong nhờ đức cả bề trên. Độ con yên ổn vững bền cội tu. Độ con yên ổn vững bền cội tu. Rồi xá ba xá. Rồi bắt đầu nguyện bài quy y nha. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thập phương Phật. Nam mô thập phương Phật. Nam mô thập phương Pháp. Nam mô thập phương Pháp. Nam mô thập phương Tăng. Nam mô thập phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Quang Thượng Đẳng Đại Thần Trăm Quang. Quang Thượng Đẳng Đại Thần Trăm Quang. Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị. Sơn Thần Chư Vị. Năm Non Bảy Núi. Năm Non Bảy Núi. Cảm ứng chứng minh. Cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện. Nay con nguyện. Cải hối ăn năn. Cải hối ăn năn. Làm lành lánh dữ. Làm lành lánh dữ. Quy y theo mấy ngày. Tu hiền theo Phật đạo. Tu hiền theo Phật đạo. Rồi xá ba xá. Rồi kính lễ đức thầy ba xá. Xá ba xá nữa. Đó, như vậy phần quy đã xong rồi đó. Kể từ đây mình là con Phật rồi nha. Có gì giái cái Phật độ. Bây giờ sẵn đây tôi kể cái chuyện quy y luôn. Hồi xưa có người lại xin đức thầy quy y. Cái đức thầy chấp nhận. Cái mới bàn với thầy. Nói bữa nay xấu quá thầy ơi, ngày mùng 7. Thôi không ấy, để mời con hả quy y. Cái đức thầy nói á, nếu ông quy y ngày nay thì Phật chịu trách nhiệm lặn độ ông. Ông lỡ có chết kiếp này không thành Phật, kiếp sau Phật độ ông. Còn để tới mai ông quy y, rủi đêm nay ông chết rồi ai độ. Thầy nói vậy. Cái ông nghe lời thầy ông quy y. Nhưng mà thiệt cái đêm đó ông chết thiệt đó. Cho nên cái quy y nó đối với mình nó rất lợi lớn. Quy y với Phật, có duyên với Phật rồi. Con Phật thì Phật độ, lỡ chết tu không kịp, kiếp sau Phật cũng độ chứ không có bỏ. Nhờ vậy cái công đức quy y rất lớn lắm. Bữa nay con phát tâm quy y như vậy thì ông Năm rất mừng cho con đó. Con vui vẻ quy y là con tiến hóa rồi đó. Nhớ nghe. Rồi. Hay quá.